Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trong số biết Việt, gia đình của MC Quyền Linh được rất nhiều người mến mộ. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nam MC cùng bà xã Dạ Thảo trở thành ước mơ của biết bao khán giả. Dù có đủ danh tiếng, giàu có, song lối sống của họ vẫn rất giản dị. Mới đây Quyền Linh đã vô tình tiết lộ lý do không ngủ chung giường với bà xã dù đã kết hôn 15 năm. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, bức thư của cô con gái 14 tuổi viết cho Quyền Linh khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Vợ nam MC cho biết, con gái họ vừa viết vừa khóc đến sưng cả mắt. Nhờ món quà sinh nhật ý nghĩa này, Quyền Linh không khỏi nghẹn ngào. Anh vui khi cô công chúa nhà mình trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Trong sự kiện mới đây, Quyền Linh có chia sẻ về bức thư của Lọ Lem, con gái lớn của anh. Nam MC xúc động khi con gái bắt đầu hiểu những khó khăn, áp lực cuộc sống mà bố mẹ gánh vác, học được cách biết ơn những người thân trong gia đình ngay từ khi có con, tôi và vợ luôn dạy hai bé phải biết ơn người khác. ngay từ những điều nhỏ nhất. đó là cách sống của tôi trước giờ. tôi cảm nhận con gái đã lớn, đã trưởng thành, hiểu điều ba mẹ dạy. đọc bức thư của con, tôi nhận ra lọ lem bắt đầu hiểu công việc của bố mẹ. bởi vợ chồng tôi chưa bao giờ nói áp lực của mình cho con cái nghe. anh nói. Quỳnh Linh giải thích rõ về chi tiết con gái nói, bà hay nóng giận trong gia đình với bậc cha mẹ nào nhất là với tôi khi có công việc áp lực quá lớn không tránh khỏi những lúc mang năng lượng tiêu cực về nhà nhiều lúc tôi bận ở ngoài đường về nhà không muốn nói chuyện với ai bị stress đôi lúc bực bội con gái hỏi tôi cũng trả lời cho qua hoặc nhắc khéo con nên hỏi vào bữa khác con gái tôi có lẽ bị cảm nhận áp lực đó từ bố mẹ có nhiều người ra ngoài xã hội tạo dựng thành công nhưng khi về nhà lại xả bực bội với gia đình đó là hành động sai từ lúc nào cũng nhắc bản thân không được như vậy Gia đình là nhân tố quyết định cuộc sống, đôi khi tôi mệt chỉ muốn về nghỉ ngơi nên ít nói chuyện với con, nhưng không bao giờ lại xả những căng thẳng vào con cái. Tôi biết đó là lỗi của mình vì dành nhiều cho công việc nên những lúc rảnh tôi bù đáp cho vợ con. Mới đây, câu chuyện nam thanh niên gần 30 năm ngủ chung với mẹ được kể trong một chương trình truyền hình do Quyền Linh làm MC gây chú ý. Anh cho rằng đó là hành động hơi bất thường và trong gia đình chưa bao giờ anh để con gái ngủ chung với bố khi con đã lớn nhà có con gái nên mọi thứ trong gia đình tôi đôi lúc nhạy cảm vì hai bé đã lớn bắt đầu có ý thức cá nhân. Trong nhà chỉ có vợ thỉnh thoảng ngủ với con gái, chứ tôi giờ quen ngủ dưới đất suốt mấy chục năm qua. Tôi ý thức chuyện này, giờ bố cũng chỉ có thể ôm hôn má con và không vì quá thương con mà gần gũi quá. Tôi không cấm con điều gì và luôn hướng những điều bé thích. Nếu con có điều gì sai, bố mẹ tìm cách lái con nhẹ nhàng, không bao giờ ép phải làm bất kỳ điều gì. Nhắc đến thói quen ngủ dưới đất nhiều năm, nam MC sinh năm 69, tiết lộ đây là nếp sống từ trước khi lập gia đình. Ngay khi có vợ, cả hai cũng không bao giờ nằm chung giường để ngủ. Đây là thói quen của tôi, vợ chồng vẫn hạnh phúc, hòa thuận suốt mấy chục năm. Nhưng khi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối lại xuống đất ngủ. Thú thật, tôi dù có thành công, không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, đi ăn cơm bụi, đi dép lào, không cần ai bảo vệ. Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, người ta cho tôi phòng ngủ năm sao. Lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ tôi chui xuống đất nằm. Chuyện sinh hoạt vợ chồng chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say thì nằm đất tôi mới dễ ngủ. Trong một lần tham gia show truyền hình vào năm 2019, Quyền Linh chia sẻ tình cảm với bà xã. Vợ này, vậy là tròn 14 năm mình ăn cơm cùng mâm và chắc chắn ăn cơm chung với nhau dài dài. Mong em đừng ngán. Anh nghiệm ra một điều, hạnh phúc vợ chồng không phải đến từ những thứ gì xa xôi, phải có xe hơi, nhà lầu mà chính là sự thấu hiểu và yêu thương nhau. Với anh, cái giá đắt hơn tất cả chính là gia đình, lấy được em làm vợ là được làm cha của lọ lem và hạt rẻ. Anh chỉ muốn nói rằng anh thương vợ thương con nhiều lắm, cảm ơn vợ về tất cả mọi thứ, em xứng đáng được tôn vinh vì những thấu hiểu, yêu thương em dành cho anh. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.